Hello, xin chào mọi người, mình là Han. Thì chủ đề video ngày hôm nay thì mình sẽ đi anh Ken, gọi là anh Ken Rush. Thì mình sẽ đi với lại đội hình top 1 Silver. Thì đội hình top 1 Silver chúng ta sẽ có gì? Đội hình top 1 Silver là chúng ta có một đội hình là có con này là S trừ. Và đội hình này là trước đó nha, thì bây giờ đội hình này đã full net rồi cộng rồi, với hai con cảnh sát mới ra luôn, một con cảnh sát hệ thần ma. Thì cô thử là mình sẽ coi thử là cái đội hình này đi sẽ như thế nào. Rồi ok, thì form đội hình mình là gần như full boost hỗ trợ cho bên đây ha, để boost 3 sao thì coi thử cái siêu tuyệt kỹ 3 sao thì nó sẽ như thế nào. Rồi, may hôm nay là mình có Uta. Được, trước thì mình test ở này trên là con gì ta? Con Ken xanh 3 sao. Thì hôm nay khi mà test trên con cảnh sát trưởng này, đâu là con phó cảnh sát trưởng chứ, đâu phó cảnh sát, thì sẽ như thế nào ha. Về ngoại hình thì hai con này nó sẽ giống như nhau, chỉ khác nhau về cái vũ khí thôi. Rồi ok, nó chỉ khác nhau về vũ khí thôi ha. Ở đây thì khi mà vô thì bên đây là mình sẽ chơi con này để mình lấy hai boost ha. Rồi ok, mình lấy hai boost lên đây. Rồi ok, mình lấy toàn bộ là hai boost lên để boost cho một vàng bên đây lên 3 sao. Nếu mà mình nhấn nhanh hơn á, trong trường hợp mình nhấn nhanh hơn á thì bên kia nó sẽ lên được nhanh. Mọi người mình coi được cái bộ skill nó sẽ như thế nào ha. Rồi ok, sorry mọi người quên bỏ tiếng ha. Rồi con này thì con này bình thường, con này chỉ di kích thôi. Mình muốn coi thử là cái con này thì nó sẽ như thế nào. Đây mình boost lên toàn bộ đồ hình lên 3 sao luôn nè. Đây. Rồi, đây ha, đây mình boost lên 3 sao thì sẽ như thế nào ha. Rồi bên đây coi thử có lên được 3 sao hay không, hoặc là mình dồn thẻ luôn một lần mình boost. Rồi ok. Rồi bên đây một thẻ 3 sao nè, mình vẫn để đồ hình nguyên như mình thôi. Rồi ok, bên kia anti mọi người, bên kia lượt này anti, mình boost cho bên kia thử lượt này, bên kia coi thử bên kia lên được 3 sao hay không. Rồi con Ken qua phê 2 luôn rồi, coi thử mình boost đợt thẻ này bên kia lên được 3 sao hay không mọi người, để coi thử là lên 3 sao con tướng thần này sẽ như thế nào. Rồi đây 3 sao toàn bộ luôn nha mọi người, trời ơi full 3 sao. Rồi ok, mình cũng không thua kém gì Uta, mình cũng lên. Ôi full một vàng 6 con 3 sao, đây là ultimate 3 sao. Ui ultimate 3 sao là giọng ra cái cây mọi người, giọng một vàng cây lên đâm từ cây được, từ đâm dưới đâm lên mọi người. Mình thấy nói chung là không lực bằng Ken mọi người, cảm giác anh Ken xanh á, Ken xanh làm vô ào mọi người, đánh thì nó đã hơn Ken được, trước đấm một lần nửa ống máu con này mọi người. Nếu như mình so ra mình thấy coi như nếu như mà hai sao mình thấy đam còn bé hơn cả con bóng móng tay của mình. Đấy, đam cảm giác nó không có được lực của người đấy, đam một lần 250 mọi người. Đấy, vô quýnh thử con Ken này như thế nào, vô thì mình thấy là cái ác này là do cái này là do cái phẩm sao này á, là lại full 3 sao tiếp, hoài lại full 3 sao mọi người. Mình cũng tiếp đãi bạn cho mình cũng phải lên full 3 sao này chứ. Đấy rồi ok. Vẫn 3 sao là chập cái cây lên thôi, nhưng mọi người chỉ là ultimate là chập cái cây thôi. Con này Damawe khá là ngon. Thì con này con hai dạng này giống nhau, nó khác nhau về cái về con game này á. Khi mà về sau á tướng nó sẽ giống nhau nha, nhưng mà nó khác nhau về cái vũ khí á, tại vì mỗi con nó sẽ có một cái vũ khí mà đi chung với lại god khác nhau. Rồi ok, phase 3 mọi người. Đợt con ngồi đây hình như là S rồi, để chút nữa mình vô mình chít bạn xếp hạng coi thử là ông đây lên được cái phẩm gì rồi mọi người. Rồi về lại 2 sao rồi. Rồi mình xài anti luôn ha, chút nữa qua mình phay hai anti luôn mọi người, mình dùng hai anti luôn. Rồi đấy, hai sao thì nói chung thì hai con cảnh sát này thì mình thấy cả hai con đều ngon, nhưng mà đợt này kim cương quay con này, tại vì quay nếu như bạn quay một con thần này á, cái số kim cương nó bằng quay hai con thường, cái này quay hai con thường mà quay mát luôn nha, để mà quay con này nó không có tầm 100 mấy chục ngàn kim cương á. Đó, bạn kêu là ví dụ như mình quay con Uta đây nha, là lúc đó bạn kêu là 90 mấy ngàn đúng không, riêng mình quay con Uta này là nó xương xương cũng cỡ là đợt đó mình có 94 ngàn kim cương, mà quay nó còn lệch đó nha, gần như ăn bảo hiểm luôn đó, là mình có sẵn là 60 vé rồi, mình quay hết là 60 vé với lại là chín đông qua 90 mình quay hết luôn, quay 86-87 ngàn kim cương á, quay nó còn lệch nữa. Mà con thằng này được cái lệch thì nếu như nó sẽ ra cái viên nâng cấp skill hoặc là viên nâng cấp tướng miền ngang. Đấy rồi ok, đấy, thì đi con này do mọi người test coi thử là coi skill của anh cảnh sát trưởng tóc trắng nó sẽ như thế nào mọi người. Đấy, chúng ta chỉ có test được hôm nay thôi. Ngoài ra thì bảng xếp hạng thì mình coi thử bảng xếp hạng như thế nào ha. Thời điểm hiện tại là silver mình là có một người lên được phẩm cao nhất là 4 sao nha, là Zumi. Tại vì cái này mình nghe nói là mua càng vé mua càng về sau nó càng lên giá nha. Hôm nay đang là 3 sao mình rain là đang top 2 silver là 2 sao, à vậy gì nè, vậy hồi nãy trong khi 2 sao rồi mình tưởng nó là lên 3 sao hết rồi mọi người.
Rồi mình đang là top Utah, ông này đang đuôi với mình nè, ông này đang là C trừ nè, còn mấy con nữa ráng thôi, mình cố gắng mình lấy cái phôi mọi người. Rồi ok, đó, ngồi ra còn lại thì đang trong sự kiện đu top ải, rồi đu top lực chiến khá là nhiều trong cái giai đoạn này. Rồi ok ha, đấy là cho mọi người coi về cái góc nhìn con tướng con này gọi là trong cái sự kiện Catavan này. Đấy con này có thử quay như thế nào rồi coi sức mạnh nó làm sao. Nói chung thì con này mình không có quay được đâu, mình thì đợi chờ cái thằng cởi trận, cởi trận tóc đen thì mình sẽ ok mình quay con nó nhiều hơn. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người một ngày mới thiệt là tốt lành. Anh em nào chơi bên Silver West thì hình như bên Silver West nó ra con Uta ngay từ ngày đầu tiên luôn, cho nên là mấy anh em lưu ý nha, Uta rất mạnh, nhiều người cố gắng quay sở hữu 3 sao để mọi người chơi cho nó dễ dàng hơn ha. Rồi ok, chào mọi người.